lúc nào cũng sóng gió, lý do là chị chọn. Người ta đầu tư vô cho mình 50 tỷ mà nếu mình lỗ thêm 30 tỷ thì chẳng sao. Không biết rằng nó khó khăn đến như thế, lỡ phóng lao rồi á thì phải theo lao thôi. Mọi người nhìn mình rất là khác, kể cả những người thân nhất của mình. Gia đình tạo áp lực rất lớn nên nói mình phải đi ra thuê nhà trọ luôn. Mình cảm thấy rất là cô độc. Thì mình cứ lấy thằng sống mà đúng người chết, riết mình chết gắt theo đó luôn. Con người ở Việt Nam mình rất là giỏi. Đời anh đi dạy học chưa gặp học sinh nào rốt như mày. Cứu tụi tôi. Thì thiếu ngủ đúng không? Đâu rồi, đâu rồi. Có mà, rồi xin chào tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Cà phê khởi nghiệp bắt đầu lúc 7 giờ sáng vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Và bạn dẫn của Trinh á là Ngọc Trai. Hả? À, uống trà sữa không? Uống. Rồi đợi xíu. Làm gì vậy? Thì để đặt trà sữa. À, đặt chân châu trắng 50 đường 50 đá 50... size M. Thôi mệt quá, đòi hỏi quá. Ủa chứ cái đó thì được. Đừng có đòi hỏi, miễn sao tôi đặt thôi. Giao hàng trong vòng 5 phút nha. Đừng có đòi hỏi luôn. Cái vấn đề lỡ tự nhiên cái chỗ gần đây nó không có chỗ trà sữa thì sao? Thiệt đợi đi. Hẹn người ta đi cà phê khởi nghiệp ngồi chơi điện thoại à. Nói chung là cuộc đời ra là không có thiếu điện thoại được, thấy không? Sáng ngủ dậy nhìn qua mà không thấy điện thoại là cái lòng nơm nớp lo sợ còn hơn là mất người yêu nữa. Bởi vậy. Biết lý do tại sao mà lại không bao giờ là có cái ổ cắm điện thoại không? Mà trong toilet á. Không được có wifi luôn. Nếu mà có ba thứ đó là ngồi hết đúng rồi, ngồi ngoài luôn đó, là không bao giờ ra khỏi toilet đâu. Nó mê điện thoại quá, thôi bây giờ cho gặp người bảo đảm là bỏ điện thoại vô liền. Tại anh này là trùm về điện thoại mà đặc biệt trùm về ứng dụng di động ở Việt Nam luôn đó. À, biết Grab My không? Biết. Cái ứng dụng hồi đó mà mình hay đi giao hàng trà sữa cho tôi đó. Đúng rồi, là lâu lâu cũng đi xe ôm Grab My mà. Đúng rồi, anh này là sáng lập ra Grab My, sau đó thì anh còn sẽ thêm nhiều ứng dụng hấp dẫn nữa. Ghê vậy đó hả? Cho gặp liền đi Trinh ơi. Rồi, bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Vũ Hoàng Tâm. Xin chào anh. Hey. Chào anh. Trời ơi sao mà anh trẻ măng vậy? Dạ. Ủa, người Việt Nam mà sao chào tiếng Thái? Sao bà đi ca, sao bà đi mày kha? Xin chào tiếng Việt Nam. Dạ. Tại vì ở đây là cái cà phê khởi nghiệp rất là rộng mở, cởi mở và thoải mái. Ủa anh đi học hay sao sách cuốn sách vậy? Này lát nữa để khoe. Đây. Khoe để em khoe lộ liễu luôn cho. Vũ Hoàng Tâm, zoom. Vũ Hoàng Tâm, đây tác giả. Ủa vậy là cái này là cái cuốn sách này là anh viết rồi hả? Đúng rồi, mình viết cách đây 2 năm. Viết cách đây 2 năm, về cụ thể giờ anh bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ mình 30 tuổi. Em ước chừng nha, cái cuốn sách 276 trang này vị chi là khoảng trên 35.000 chữ đúng không? Hơn số đó luôn. 45.000 chữ. Rồi cho vậy luôn đi. Đó, cứ cho chốt là vậy đi. 45.000 chữ là cái con số và số chữ thôi. Mà còn cái kiến thức để mà làm nên một quyển sách chuyên về tiếp thị và ứng dụng di động như thế này thì chắc chắn là cái số năm vất vả mà anh phải trải qua còn nhiều hơn nữa. Thôi bây giờ túm lại rồi pha cho mọi người hết hồn chơi đi. Anh giới thiệu bản thân mình được không? Để mà viết được cái cuốn sách này trong 2 năm trước á thì Tâm trải qua 10 năm ở trong cái ngành này. Tâm có một cái công ty khởi nghiệp riêng của mình là VHT, nó công ty thành lập từ năm 2007. Nó làm về những cái ứng dụng mobile marketing. Mình xin chia sẻ là ở Việt Nam á, nếu như mà nói tới mobile marketing á thì người ta chỉ nghĩ tới SMS marketing thôi. Và nếu như mà tất cả những người ngồi ở đây á mà nghe tới SMS marketing á thì sẽ nghĩ tới một thứ rất là tiêu cực. Không chính không. Xong trong rồi rất là nhiều trò đúng không? Spam. Đúng nói rồi. Chung là nói thị nhà đó. Nhiều lắm. Là sim, bất động sản, tùm lum tùm la thứ hết á. Nhưng mà nói tới mobile là người ta sẽ nghĩ tới những thứ tiêu cực. Đúng rồi. Nhưng mà may mắn quá là công ty mình không làm những cái thứ đó. Công ty mình làm những cái thứ á, là rất gần gũi với mọi người và thậm chí mọi người rất là thích nữa. Tức là ví dụ như tra ra rút tiền khỏi tại ATM có bộ tin nhắn thông báo số dư. Đúng rồi. Hoặc là cuối tháng á, là công ty chuyển lương á, sẽ nhận được bộ tin nhắn thông báo số dư. Đúng rồi. Thì cho dù ai vào ghét tin nhắn cỡ nào đi chăng nữa cũng rất thích những tin nhắn đó. Thì chúng ta có thể hình dung thế này, đây là một cái chàng sinh viên ngày xưa thì rất là máu lửa với những gì liên quan đến tiếp thị và công nghệ theo cái chiều hướng marketing, nhưng bên cạnh đó phải theo hướng công nghệ thông tin. Đó thì sau đó hình thành nên công ty là VHT. Sau từ cái công ty của mình phát triển thì anh mới ra quyển sách tiếp thị di động đúng không? Thì sau khi mà có tiếp thị di động, quyển sách rất là hữu ích này á, anh ấy tiếp tục làm việc cho GrabBuy, xây dựng GrabBuy thành một ứng dụng được mọi người biết đến ở đây. Và bây giờ anh đã phát triển Navi. Hình thành tụi em có thể hiểu được như vậy đúng không? Đúng rồi. Rồi. Sau khi mình làm VHT, mình làm cho Grab và mình nghỉ Grab để mình làm dự án riêng của mình mới điểm nữa. Điểm chung là của ba cái dự án này là gì? Nó đều xoay quanh điện thoại di động. Tức là 10 năm qua là tất cả những công việc của mình nó đều xoay quanh điện thoại di động cả. Mình nghĩ rằng đó là một điều may mắn. Vì có nhiều người họ nghĩ rằng là tôi thích thời trang, tôi thích nghệ thuật gì đấy. Nhưng mà mình cũng chia sẻ là
họ chỉ thích thôi chứ họ không có đam mê. Nó khác ở cái chỗ là thích á, mà cảm thấy một cái gì đó khó khăn á là họ sẽ bị từ bỏ ngay. Còn nếu mà đam mê á thì họ sẽ bằng mọi cách họ vượt qua cái khó khăn đó để họ theo đuổi được cái ước muốn của mình. Và sinh viên của Việt Nam thì thường thì chỉ thích thôi, và thích thì nhìn thấy được những cái ánh hào quang thôi chứ không dám vượt qua những khó khăn để mà theo đuổi. 10 năm trước trai có nhớ cái điện thoại đầu tiên mình xài không? Nhớ. Là trai xài cái điện thoại gì? Nokia. Chinh xài cái Motorola cho con gái mà bật nắp á. Năm 2010. Đúng rồi, nó rất nhớ là dễ thương. V3. Nhưng mà cái thời đó đâu có smartphone đâu, làm sao mà tự nhiên mình nghĩ ra được một cái chiến dịch lâu dài trong vòng một cái thời gian chưa có hình dung gì cả về smartphone như vậy. Lúc đó Tâm làm những thứ mà nó xoay quanh điện thoại di động thôi chứ không phải là những cái ứng dụng đâu. Dạ. Vì lúc đó là những cái điện thoại như là Nokia 7610 chẳng hạn. BlackBerry nè. Lúc đó thì BlackBerry còn hiếm lắm. Những cái dòng mà Nokia chạy Symbian giống như là Ngọc Trai có thể sử dụng á thì lúc đó nó vẫn cài được một số phần mềm. Nhưng mà nó đơn giản lắm. Chơi rắn thôi đúng không? Chơi rắn rồi search bài hát, những cái rất là simple chứ không thể nào làm được những thứ như bây giờ. Thì khi đó mình cũng không có cái ý tưởng tới cái chuyện mình làm được những cái ứng dụng đó đâu. Vì khi đó nó không có Apple Store, không có Google Play, nó không có kho ứng dụng. Thì mình không thể nào phát triển ứng dụng để đưa lên đó được. Và mình nghĩ những cái thứ nó rất là basically, nó liên đới tới cái điện thoại rất là thô sơ vào thời điểm đó. Và cái thứ thô sơ gần gũi nhất là tin nhắn. Thì mình làm được rất là nhiều những cái ứng dụng từ tin nhắn. Mình chia sẻ một số cái như sau. Mình có làm cho một cái hãng sữa. Bình thường á là khi mà họ làm khuyến mãi á, họ bỏ một cái phiếu dự thưởng vào trong cái hộp sữa đó rồi bán ra bên ngoài và yêu cầu consumer á là phải điền thông tin và gửi qua đường bưu điện. Nhưng mà khi mà làm như vậy á, rất là nhiều người họ ngại tham gia những chương trình khuyến mãi đó vì phải điền nè, xong rồi phải gửi qua đường bưu điện. Cái kiểu truyền thống như vậy là yêu cầu người ta phải gửi. Rất là nhiều người họ bị ngại mà, vì mua bì thư, mua con tem phải chạy đi gửi nữa. Tốn tiền xăng, tốn tiền thời gian nữa đúng không ạ? Thì khi mà gửi qua cái đường bưu điện như vậy á, mình không biết được là cái thư của mình nó có đến được cái công ty đó hay không. Mình không biết được là mình tham gia rồi mình có kết quả hay không. Và đó là những cái rào cản dành cho consumer. Rào cản dành cho cái nhãn hàng đó là khi có người tham gia, họ gom được một đống phiếu như vậy á, phải có một người ngồi nhập liệu lại. Mà nhập liệu như vậy á, là tam sao thất bản chắc chắn sẽ có sai sót. Và không có ai có thể đi audit lại cái dữ liệu đó nhập đúng hay sai. Nói chung là rất nhiều những cái problem đó. Và công ty mình giải quyết bằng cái cách á, là sẽ yêu cầu người tiêu dùng nhắn tin vào đầu số. Thì khi mà người tiêu dùng nhắn tin vào đầu số, ví dụ như là trai nhắn lên chẳng hạn, thì trai đang cung cấp cho họ một cái thứ rất quan trọng là thông tin, số điện thoại di động của trai. Và khi đó là mình đang cung cấp cho họ một cách tình nguyện, không ai ép buộc mình nhắn cả. Mình bị thuyết phục bởi cái quà tặng, ví dụ như là một cái máy tính rất là xịn hay là một cái chuyến đi du lịch châu Âu chẳng hạn. Ngoài cái số điện thoại á, là trai còn đang vô tình á, là báo cáo cho họ những cái dữ liệu về cái sản phẩm mà trai mua. Và khi mà mình nhắn lên á thì mình sẽ cho họ biết được là trai đã mua cái dòng sản phẩm sữa gì, loại bao nhiêu kilogram, mua ở đâu. Như vậy thông qua mỗi tin nhắn 500 đồng thôi, cái nhãn hàng đó nó biết được thông tin của trai, biết được hành vi mua hàng của trai. Hay vậy ta. Trời ơi, hồi xưa mà nhìn nghĩ vậy là quá đỉnh luôn á. Ủa, hồi xưa đó anh nhiêu tuổi? Thì lấy tuổi giờ trừ 10 đi. Giờ bụng mới hai mấy xuân xanh, giá như sinh sớm một chút là được rồi, thấy không? Chị? Quay lại. Đó, thì thấy là cái tầm nhìn của doanh nghiệp á, em không nghĩ lúc đó là anh đã nghĩ đó là startup đâu đúng không? Anh chị đó là một cái idea, một cái ý tưởng mà áp dụng được và đúng có rồi. Thể kiếm tiền được và nó làm ngắn lại những cái tiến trình rắc rối. Chính xác. Thì lúc đó mình có một cái khái niệm gì? À, tôi đang làm một cái công ty nó cũng có tầm nhìn đấy không? Thật ra lúc đó mình không nghĩ cái gì đó sâu xa vĩ đại đâu. Lúc đó là chính xác đó, mình 19 tuổi. Mình không thể nghĩ tới cái chuyện rằng là sau này mình sẽ làm những ứng dụng di động gì như là Grabba hay là Navi đâu. Lúc đó mình chỉ làm đơn thuần ở cái góc độ rằng là mình đi theo cái nghề đó, mình phải nghĩ ra những cái thứ gì mà nó khác biệt, nó sáng tạo hơn. Lúc đó có khoảng chừng 200 công ty SMS ở Việt Nam giống như mình. Nhưng mà những công ty SMS đó họ làm những cái dịch vụ là sổ số, lô đề, bóng đá, rồi download nhạc hình game hoặc là cài GPS. Họ chuyên về kinh doanh nội dung số. Còn bên mình á, thì mình biết được thế mạnh của mình là yếu hơn người ta. Mình biết được thế mạnh của mình là yếu hơn. Vì sao? Tất cả những công ty SMS khác á, là ở ngoài miền Bắc, họ có cái mối quan hệ rất là tốt với lại những cái nhà mạng ở ngoài đó. Họ có chính sách kinh doanh, họ có ưu đãi mọi thứ tốt hơn hẳn. Mình không thể nào kinh doanh về mặt nội dung với họ được. Lúc đó thì Trinh với Trai có thể thấy là họ quảng cáo ở trên đài truyền hình rất nhiều, là tải cái gì đó soạn lên đi. Mình không thể nào có mối quan hệ và tiền để làm việc với nhà đài được. Nên mình thôi chơi cái hướng khác á, là mình đánh vào trong doanh nghiệp. Em như cái case study mà mình vừa nói lúc nãy. Đó là câu chuyện của 10 năm về trước trai nhở. Nghe lúc đó thì cũng dễ dàng, bởi vì đường lối thênh thang, chưa ai đi, mình đi cái mình hot. Nhưng mà bây giờ 10 năm sau thì em nghĩ chắc cũng không dễ như vậy đâu. Nhưng mà mình suy nghĩ á, là lúc nào ở trong một cái thế trận nào á, nó luôn luôn có một cái ngóc ngách nếu như mình đủ tinh ý để mình tìm ra. Ví dụ như là cái trào lưu mà smartphone nó đi lên rất là kinh khủng á.
thì có một cái ứng dụng mà cách đây khoảng chừng 7-8 năm á, mình cảm thấy rất là ngạc nhiên về nó là Viber. Ở khi đó mọi người có thể nhắn tin với nhau hoàn toàn miễn phí. Có nhiều người hỏi mình á, là xu hướng của mobile marketing sẽ là cái gì? Có những cái á, là nó diễn ra ở bên ngoài, ở các nước khác á, là bình thường lắm rồi, nhưng mà ở Việt Nam mình không có chịu làm hoặc là làm không tới. Ví dụ như là đi đến một cái siêu thị hay là một cái shopping mall chẳng hạn, trong đó nó có rất nhiều cửa hàng thời trang khác nhau. Thì khi mà trai qua một cái cửa hàng của Giordano chẳng hạn, thì cái cửa hàng đó nó sẽ detect được, nó biết được trai đang ở cái cửa hàng đó và nó gửi cho trai một cái offer, một khuyến mãi gì đấy. Hoặc là trai cầm một cái áo lên á, có thể scan lên cái một cái mạc ở trên đó thì biết được cái nguồn gốc xuất xứ của cái áo đó. À. Đến một cái lúc nào đó tưởng tượng nha, mình chỉ cần cầm cái điện thoại di động thôi, nó tích hợp tất cả các thẻ thành viên của những cái nơi mà mình yêu thích, như là rạp chiếu phim, nhà hàng. Sau đó mình về nhà cũng không cần mang chìa khóa, chỉ cần cà một cái thẻ là nó nhận diện được. Đúng rồi. Như thế thì quá tuyệt vời. Đúng vậy rồi. Thì cái giao tiếp trực tiếp của chúng ta ở đâu? Ví dụ như là ở nước Nhật thì em thấy là không có cần phải sử dụng nhân lực nữa. Máy móc robot làm việc hết trong các cái nhà xưởng luôn rồi. Thì anh có cảm giác là mình đang đón đầu xu hướng, mình cũng đang phát triển, nhưng thật ra mình cũng làm đi lùi đi một cái bước. Mà con người, cái nhân tính của nó bị giảm đi rất là nhiều không? À, cái gì nó cũng có hai mặt hết á. Thì trong tình huống đó mọi thứ nó sẽ hiện đại hơn, thì chắc chắn là cái sự communicate giữa người với người nó sẽ bị giảm lại. Bây giờ giả sử như là mình làm một cái điều ngược lại, là mình muốn mọi người giao tiếp nhiều với nhau hơn, mình bỏ những cái công nghệ đó đi á, thì nó hơi đi ngược lại với lại cái sự phát triển của văn minh. Là nó lại tốn thêm nhiều cái bước luôn. Thí dụ như nếu mà người ta muốn thông báo một cái điều gì đó thì hồi xưa là mình đâu mình có đi phát đâu, là rơi cho từng anh, nhà thấy không? Lại thậm chí là hiện tại bây giờ vẫn có luôn á, là rồi. Anh đứng trên đầu xóm á, bật cái loa lên nè, à, bà con chú ý nha, là bây giờ thì vậy đó. Còn thôi thì đi phát tờ rơi. Còn hiện tại bây giờ là tất cả mọi thứ là theo tôi thấy là nó đơn giản rất là nhiều nè. Nhắn tin tới, còn thôi thì là phát trực tiếp trên TV luôn. Dạ, tất cả rồi. Mọi thứ là nó đơn giản hơn. Thế nhưng mà trên đọc trong một cái quyển sách thì cũng nói là nếu như mà mình start up, mình khởi nghiệp một cái doanh nghiệp bền vững á, là phải bảo vệ ngay từ đầu là cái ý nghĩa của mình đối với cộng đồng như thế nào. Thì bây giờ mình xác định là cái ý nghĩa của cái việc kết nối mọi người nó không có. Thế thì mình sẽ kết nối với cái gì, hoặc là cái ý nghĩa mà để nhân rộng ra và mọi người ủng hộ cái ứng dụng đó là như thế nào? À, cái chuyện mà kết nối mọi người ở đây á, thì ví dụ như là mình có một người bạn đi du học ở nước ngoài, thì mình mới, mà cái người đó là con một nữa, thì mình mới nghĩ là ủa tại sao bố mẹ của bạn lại cho bạn đi như vậy? Thì bạn đã trả lời rằng là bây giờ thế giới là thế giới phẳng rồi, mà có đi đâu thì có thể FaceTime về với gia đình, vẫn nói chuyện với mọi người rất là bình thường. Thì nếu như ngày xưa á, thì chắc là nếu mà con một thì chắc không cho đi đâu. Đúng rồi, sợ lắm, lỡ đi có chuyện gì rồi sao. Đặc biệt là con gái nữa, chắc là không cho đi đâu. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ yên tâm hơn là à, mỗi ngày mình có thể nói chuyện với con của mình, vẫn thấy nó khỏe mạnh, vẫn thấy như vậy. Thì đó là cái giá trị của công nghệ và dùng để kết nối. Bây giờ em nói sâu vào cái Navi. Navi là cái sản phẩm sau của VHT đúng không anh? Nó không có liên đới tới VHT. Nó là công ty VHT không có rót tiền, không có đầu tư vào trong đó, mà một cái dự án do tự mình start up. Là anh viết luôn tất cả mọi thứ mà... Tâm không phải dân lập trình. À, có những cái bạn trong đội ngũ của mình lập trình cái chuyện đấy. Tâm không làm lập trình, Tâm không biết code một dòng code nào hết á, nhưng mà mình chỉ đóng cái vai trò là kiến trúc sư thôi. Thì mình đưa ra những cái ý tưởng để cho những cái người đó họ follow theo cái ý tưởng đó, họ viết ra cho mình. Cụ thể cái ứng dụng Navi đó là cái gì anh? Ứng dụng Navi á, tham vọng của mình là trở thành một cái nền tảng để đặt những dịch vụ ngắn giờ. Dịch vụ ngắn giờ mà chúng ta hay sử dụng là cái gì? Ví dụ như là mình đặt karaoke, mình mệt mỏi quá mình đi massage, đặt khách sạn ngắn giờ, rồi đặt phòng họp, phòng đào tạo, phòng chụp hình. Là cái khoảng thời gian để em đặt cái dịch vụ đó là hôm nay đặt, ngày mai mới dùng, có nghĩa là mình đặt trực tiếp liền hay là sao? Hay mình... là mình giờ cái đó là khoảng thời gian mình dùng dịch vụ? Nói chung là từ lúc mà trai quyết định đặt á, thì trong vòng khoảng chừng 45 phút sau là được sử dụng. Còn cái ngắn giờ ở đây là cái duration sử dụng á, cái thời gian sử dụng. Tại vì những cái dịch vụ như là khách sạn, rồi massage, rồi karaoke hay là phòng đào tạo gì đó, thì mình khi mình có nhu cầu thuê á, mình chỉ cần ở có vài giờ thôi. Bình thường á, nếu như mà mọi người đi công tác á, bay ra Hà Nội chẳng hạn, thì mọi người phải thuê một khách sạn và trả tiền cho họ nguyên ngày đúng không? Đúng rồi, là phải thuê trước đó rồi. Phải thuê trước đó, phải trả tiền nguyên một ngày luôn. Nhưng mà trong cái ngày đó mọi người đi ra ngoài không à. Như vậy nó rất là lãng phí tài nguyên cho cả những người thuê lẫn cái khách sạn đó, là phòng thì bỏ không, chỉ có cái vali ở trong đó thôi. Thì cái ý tưởng của mình sẽ giải quyết cái chuyện rằng là mọi người đến đó ở bao nhiêu giờ, trả tiền đúng bấy nhiêu giờ. Và còn cái chuyện mướn xe rồi phòng hội nghị là như thế nào? Mướn xe thì ban đầu khi mà mình đưa ra cái ý tưởng đó, có một số người ở trong đội của mình mới giống như là phản bác lại, là làm sao mà mình có thể cạnh tranh được với Uber và Grab. Thật ra là mình nghĩ tới một cái thị trường nó niche, nó thị trường ngách, giống như lúc nãy mình có nói, nó hoàn toàn khác biệt. Đối với lại Uber và Grab là mọi người sẽ đặt xe để mà có một chiếc xe tới đây ngay. Còn cái của mình là thuê một chiếc xe sang cho một cái sự kiện đã được định sẵn.
Ví dụ như tối nay hoặc là cuối tuần gì đó mọi người đi một cái hội nghị rất là gọi là premium, rất là sang trọng. Cần có một chiếc xe hạng sang tới đón mình đi đến cái hội nghị đó. Thì hiện nay là hầu như không có cái dịch vụ nào có thể đặt online được cái thứ đấy. Cái ứng dụng này hiện nay có nhiều cạnh tranh không anh? Không nhiều cạnh tranh lắm. Mỗi một mảng thì đâu đó nó cũng có một hoặc là hai công ty đối thủ. Nhưng mà cái thị trường nó còn quá rộng. Thậm chí là những cái thị trường nó còn gọi là khắc nghiệt hơn nữa. Nó luôn luôn có những cái sân chơi nhỏ. Nếu như mình tinh ý mình nhận ra để mình tạo ra một cái sân chơi riêng cho mình. Mà trong kinh doanh thì nó có một cái khái niệm là chiến lược đại dương xanh. Mình nghĩ ra những cái nơi mà không bị cạnh tranh để mình gọi là tung tăng đi ở trên đó. Vậy thì vấn đề về vốn lại là cái vấn đề nó hoàn toàn quan trọng. Và đứng tách hẳn ra khỏi idea và ý tưởng. Anh đã giải quyết vấn đề đó như thế nào? Để giải quyết cái nhu cầu vốn của mình á, thì may mắn là năm ngoái mình có win một cái cuộc thi dành cho startup và mình được đầu tư một cái phần nhỏ nhỏ từ một cái quỹ đầu tư của Malaysia. Và mình lấy cái tiền đó để mình funding, để mình nuôi team trong một thời gian ngắn. Và liên tục như vậy á, thì mình cũng tham gia những cái cuộc thi khác của Hàn Quốc, của một số những cái quốc gia khác. Anh, vậy cho tên đó là gì anh? Năm ngoái là mình thi cuộc thi Alpha Startup. Alpha Startup. Vậy thì bây giờ là cái số tiền mà anh thắng được trong cuộc thi đó cũng như là anh kêu gọi được là bao nhiêu? 25.000 đô. Vậy thì cái tiến trình mà mình book phòng á, nó có đơn giản hơn là booking hoặc là Agoda hay như thế nào không? Theo mình nghĩ là nó khác biệt nhiều lắm. Một trong những cái khác biệt lớn nhất á, là mọi người nếu như mà sử dụng những cái dịch vụ như là Facebook nè, Viber nè, Agoda nè, tất cả những dịch vụ ở trên Internet nói chung á, mọi người phải đăng ký một cái tài khoản làm thành viên của nó. Mà làm thành viên á, thì đa số người nữ mà Tâm quen á, là họ rất là ngại, rất là sợ về vấn đề mật khẩu. Trong tình huống khẩn cấp mà điện thoại của Trinh bị hết pin, Trinh muốn login vào trong một cái máy khác để mà lấy cái dữ liệu gì đó thì quên mật khẩu. Và cái điểm khác biệt lớn nhất của Navi là mọi người sử dụng không cần đăng ký tài khoản. Ủa, nếu mà không cần đăng ký tài khoản thì làm sao mà mình có thể biết chính xác được là cái người đó là đặt đúng hay là đặt cho chơi hay là lấy điện thoại ra đặt thử đi. Hả? Lấy điện thoại ra đặt thử đi. Chắc có cài đâu biết. 800 câu đó. Đó rồi gửi lại thêm tin nhắn rồi xác nhận code nữa đó. Vậy luôn á hả? Nhiều khi vậy á. Trong quá trình sử dụng á, mình không cần đăng ký tài khoản, chỉ cần mở ra thấy ví dụ như là mình đang chọn một khách sạn hay là một cái quán karaoke ở quận 3, mình bấm vào trong mình đặt. Thì thật sự là lúc mình đặt á thì mình có nhập một cái bước là cái số điện thoại. Rồi nó sẽ gửi cái thông tin đặt về cái số điện thoại đó. Thì nó sẽ giải quyết hai cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất á, là về vấn đề tiện lợi, đặt không cần phải có tài khoản mật khẩu gì cả. Và cái thứ hai á, là vấn đề gọi là cái quyền riêng tư của người sử dụng. Mình không cần bắt họ đăng ký thì mình sẽ không có track được, không có follow được cái thông tin của người ta. Và nếu như khi mình gửi cái thông tin đặt phòng về cho cái SMS của họ á, gửi cho trai chẳng hạn, trai cảm thấy là nó không muốn để trong tin nhắn của mình á, thì xóa đi rất là dễ dàng. Trong một cái thời đại mà người ta luôn có những cái cơ khác về các ứng dụng hay, những cái ứng dụng tiện ích giúp cho cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn, thì Trinh nghĩ là Navi là một ứng dụng tiềm năng. Và những người đã từng đọc qua tiếp thị di động với rất nhiều những lời bình luận tốt thì họ cũng đang rất là háo hức được bắt đầu một cái điều. Cho mượn cái cuốn đó. Đây, hãy đọc cái bìa trước nha. Tôi biết bạn rất lười đọc, thì đọc bìa trước để lấy cảm hứng đi. Rồi, bây giờ mình sẽ trước khi mà quay trở lại ha. Ước gì được tặng ha? Kỳ quá. Ông già Noel ơi, ước gì bạn con tặng con cũng được tặng. Mặc dù hôm nay không phải là Noel nhưng mà điều ước sẽ hiện thực. Oh, cảm ơn già Noel. Yeah. Oh yeah. Thôi mình tặng ông già Noel lại một trò chơi đi. Yeah, được không ạ các bạn? Nói chung bây giờ là anh Tâm sẽ cùng với tụi em đến với một thử thách. Đơn giản thôi, vui vui thôi chứ không có gì khó khăn đâu ha. Câu búp bi. Cái gì vậy? Thì đúng câu cá bằng búp bi nè. Búp bi bỏ lọ. Búp bi bỏ lọ thôi không? Đó. Thì bây giờ mình chỉ đơn giản vậy đó. Là mình có cái cần câu ha. Mình phải làm sao mà cho cái búp bi này vô đi vào trong cái lọ này. Đơn giản vậy thôi. Đây nè, cái vấn đề là vậy nè. Đừng có chơi dễ quá. Thử thách Nam Nhi phải thử cái gì khó khó. Chứ bây giờ Trinh có hai quyển sách nè của anh Tâm, thêm với lại hai món quà nữa. Trinh muốn tặng cho hai bạn nữ dễ thương đủ can đảm lên lưng của trai và anh Tâm cổng để hoàn thành cái này. Ăn cơm mấy bữa nay của phim trường phải trả lại chút năng lượng chứ. Không, tôi thấy tôi trả nãy giờ đó chứ. Rồi thôi, bây giờ là bạn nữ nào xung phong nè. Thôi cho trai chọn luôn, cho anh Tâm chọn, dắt bạn nữ lên. Không, mình đừng có chọn. Mình chọn mất công người ta nói mình bắt ép nữa. Bạn lên bạn. Anh nghĩ. Đó, bạn chứ bây giờ chờ các bạn khán giả tụi xung phong thì lâu lắm. Hỗ trợ anh Tâm thì thôi thì thà bây giờ đi thấy rồi. Tôi thấy rồi. Cầm đi Trinh. Đây đâu. Đây bắt được. Đây cái một thiên thần trắng rồi nè. Đúng rồi. Xin mời bạn. Rồi, cảm ơn chị ạ.
Đây. Rồi. Rồi. Bây giờ về vị trí nha. Bây giờ chúng bạn cầm cái này nha. Nhiệm vụ bạn nam là đừng cho bạn nữ té. Rồi. Vậy thôi hả? Vậy thôi, trong vòng thời gian. Ôi trời, đơn giản. Cổng đi, cổng đi. Nè, ôi trời. Chuẩn bị nha. Các bạn đếm nè. 1 2 3 bắt đầu. Bây giờ mới khó nè. Rồi, bạn nữ chuyển từ câu cho bạn nam cầm. Bạn nữ cầm cần câu giùm Trinh với. Rồi lên đi bạn, lên đi bạn. Rồi lên nha. Thế này tự. Nó im ắng lại đã. Mặt hồ yên lặng rồi đó. Xong chưa trai? Rồi xong hít rồi. Hít vào. Hở ra. Lên. DJ. Lên là lên là lên. Rồi. Vô. Chậm thôi, từ từ. Bạn trai rất thông minh. Cây bút đụng vô cái chai cái nó ngừng lại. Bây giờ làm sao thọt vô cái lỗ là xong nè. Tâm ơi, ráng lên Tâm ơi. Anh giải thoát cho cái sức nặng này nè. Mình phải bỏ chính xác vào cái chai mình mới xuống được. Cái gì vậy hai ông? Đây nè. Đó. Nổi không? Rồi đứng ngay cái tết luôn. Trời ơi, thấy thương quá. Ra phố tay chúc mừng cho anh Vũ Hoàng Tân. Đây. Các bạn trẻ nếu muốn xin lời khuyên của anh Tâm thì phải xin như thế nào đây? Giả sử như muốn cạnh tranh với Grab chẳng hạn ha, thì mình nói thật là các bạn sẽ không có cửa để cạnh tranh với Grab đâu. Nhưng một lần nữa mình vẫn lại nhắc lại cái thế mạnh của mình từ trước giờ, từ đầu buổi giờ mình hay nói là thị trường ngách. Cái chuyện mà vận chuyển bằng chiếc xe máy nó còn vô vàn thị trường ngách. Tôi lấy ví dụ như là 5 giờ sáng, mình được biết là 5 giờ sáng có những người họ đi giao báo. Dạ. Và giao sữa. Rồi tới 6-7 giờ á thì sẽ là đưa con đi học, đi chợ nữa. Rồi tới 10 giờ á thì sẽ giao đồ ăn trưa, rồi tới trưa thì giao đồ ăn xế, rồi tới khoảng 4 giờ á thì đón con em người ta đi học về. Thì á mình đang muốn nói cái câu chuyện là cái gì, một ngày 24 giờ nếu như mình tinh ý mình break những cái đó ra á, nó có vô vàn thị trường ngách khác nhau để cho mọi người hướng tới. Dạ. Nhưng mà thật sự á, ý tưởng á là không khó, không hiếm, nhưng nghĩ ra một ý tưởng chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta hiện thực hóa được nó, làm sao gọi là duy trì được nó. Cũng rất là nhiều người hỏi là tại sao Tâm lại start một cái công ty mình khi mình mới 19 tuổi, không có một cái bí kíp gì ghê gớm cả, mà ngay cái thời điểm đó Tâm bị dồn vào bước đường cùng. Dạ. Có nghĩa là khi mà Tâm rời khỏi quê nhà của mình để mà xuống dưới Sài Gòn này học á, Tâm không có một sự hậu thuẫn gì cả. Mà thậm chí là khi mà Tâm lên chiếc xe để xuống Sài Gòn vào 11 năm trước á, khi Tâm bước lên cái xe đó để Tâm đi xuống Sài Gòn thì tối hôm đó Tâm còn không biết Tâm ngủ ở đâu nữa. Vậy là kiểu như là phiêu bạc luôn. Đúng rồi. Lang bạc giang hồ luôn. Mình lên đường đi học, nhưng mình lên chiếc xe đó mà mình không thể biết được là tối hôm đó mình sẽ ngủ ở đâu. Nhưng mình không quan tâm vấn đề đó, mình cứ đi thôi. Và rõ ràng là khi mình đặt vào trong bước đường cùng á thì mình mới vùng vẫy được, mình mới thể hiện hết được cái gọi là bản năng của mình được. Và chúng ta luôn khỏe hơn chúng ta nghĩ. Còn bình thường á là các bạn trẻ là đứng trong cái vùng an toàn. Mỗi một tháng có bố mẹ gửi bao nhiêu tiền chu cấp, cho nên không phải lo gì cả. Tất cả những bạn ngồi ở dưới khán phòng này chẳng hạn, nếu các bạn có đủ can đảm nhấc điện thoại lên nói bố mẹ mình đó, là tháng sau đừng gửi tiền cho con nữa hay không? Không dám đâu. Đảm bảo ở dưới là không ai dám đâu. Rồi để từ đó chúng ta phải, lúc đó ta còn phải làm những cái việc rất là sinh viên, đi phát tờ rơi, đi bồi bàn cho quán cà phê, đủ cái thể loại để trai sống à, được. Trai đừng có nghi ngờ mọi người như vậy. Không nghi ngờ các chứ. Các bạn ơi, tháng sau không lấy tiền của phụ huynh được không hả?
thấy chưa? Dám thề không? Thề. Ghê vậy hả? Vậy thôi tôi cũng thề. Dạ em thề là không lấy đâu. Thiệt. Và các bạn khán giả thân mến, chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp được phát sóng trên kênh HTV7 khung giờ 7 giờ tới 7:30 các thứ 2, 4, 6 hàng tuần tới đây là hết rồi. Hy vọng là Ngọc Trai sẽ gặp lại các bạn khán giả trong chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp nha. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.